Quý khán giả thân mến, sau những ngày tranh tài sôi nổi, chương trình truyền hình thực tế thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2020 đã khép lại và chúng ta cũng đã tìm ra những vận động viên giành chiến thắng. Có một câu nói rất hay rằng không phải ai cũng mang tố chất trở thành một nhà vô địch, nhưng nhà vô địch có thể đến từ bất cứ đâu. Hãy cùng chương trình điểm lại chân dung những nhà vô địch các nội dung thi đấu tại HTV Challenge Cup 2020. Quý khán giả đang theo dõi chương trình thử thách địa hình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Minh Giang ô tô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. 170 vận động viên, 85 đội xe ô tô địa hình hàng đầu cả nước qua 3 ngày tranh tài sôi nổi để tìm ra chủ nhân các danh hiệu ở 5 hạng mục xe tại mùa giải thứ 2 chương trình truyền hình thực tế thử thách địa hình HTV Challenge Cup diễn ra ở phim trường HTV xã Hòa Phú, huyện Củ Chi. 28 bài thi của HTV Challenge Cup không đơn giản là thử thách mà ban tổ chức đặt ra cho các đội đua trên hành trình tiến đến đỉnh vinh quang, mà qua đó những con người với niềm đam mê xe off-road, những chiến binh địa hình thực thụ bằng việc chinh phục thành công các chướng ngại, vượt qua mọi rào cản và giới hạn, kể cho chúng ta nghe những câu chuyện đầy cảm hứng về khát khao đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người. Kết quả chung cuộc, chiến thắng hay những danh hiệu, chúng ta thường gọi đó là đích đến cho một quá trình phấn đấu, chinh phục mục tiêu. Và kể cả đó là chiến thắng đầu tiên hay khi đã bảo vệ thành công chiếc vô địch, thì cảm xúc trên bục nhận thưởng trong ngày bế mạc thử thách địa hình HTV Challenge Cup năm nay chắc chắn sẽ là cảm xúc rất đặc biệt với các vận động viên. Hãy cùng thử thách địa hình nhìn lại chân dung những nhà vô địch tại ngày hội xe địa hình HTV Challenge Cup 2020. Hạng xe bán tải nguyên bản. Hạng xe bán tải nguyên bản với 24 đội tham dự, chinh phục 6 bài thi, trong đó có 2 bài thi mới, đã chứng kiến chiến thắng hoàn hảo của đội đua BIC Doctor Car với lái chính Nguyễn Huy Thông và lái phụ Hoàng Văn Anh. Sự ăn ý giữa hai thành viên trong lần đầu tiên kết hợp tranh tài tại HTV Challenge Cup được phát huy, giúp họ dẫn đầu bảng tổng sắp chung cuộc với điểm số áp đảo 590 điểm. Giành được giải ngay từ năm đầu tiên tham dự, cảm xúc của mình thật là tuyệt vời. Hạng xe hai cầu nguyên bản. Hạng xe hai cầu nguyên bản chứng kiến chức vô địch một lần nữa gọi tên hai thành viên của đội Vinclub đi trở về của lái chính Lê Anh Tuấn và lái phụ Lưu Tiến Súc, đạt tổng điểm 549 điểm. Off-road là cuộc chơi của những điều bất ngờ, kể cả khi các vận động viên của lần đầu tiên, lần thứ hai hay thứ ba góp mặt trên một nhận thưởng thì cũng khó có thể đưa ra một công thức cụ thể làm nên chức vô địch, mà bí quyết của sự thành công đôi khi đơn giản được gói gọn trong hai từ. Cuộc chơi thì nó phải vui và nó có những sự may mắn nữa. Năm nay may mắn lại mỉm cười. Lịch sử cũng được lặp lại ở hai hạng xe bán tải và hai cầu nâng cấp, với chức vô địch thuộc về đội xe VAC Racing của lái chính Nguyễn Anh Tú, lái phụ Phạm Quốc Huy và đội PNF 02 của lái chính Phan Ngọc Mỹ và lái phụ Bùi Minh Duy. Những người đồng đội cũ tiếp tục thành công ở hạng mục xe quen thuộc bằng những trải nghiệm mới với niềm vui mới. Cái cảm xúc này thật là khó tả bằng lời lắm. Khi thi xong cái bài thi cuối cùng thì cũng là mình tự tính điểm, mình biết là mình sẽ nhất. Thì hai anh em nó vỡ hòa trong cảm xúc, lập tức chia sẻ với cả bạn bè, anh em và những người đi cổ động cho mình của ngày hôm nay. Ở hạng mục hấp dẫn nhất, hạng xe chuyên nghiệp, chiến thắng ở mùa giải thứ hai thuộc về đội xe Thành phố Hồ Chí Minh 1 của lái chính Bạch Ngọc Duy Đức và lái phụ Nguyễn Cao Linh Hoàng. Màn thể hiện xuất sắc trong bài thi đêm đã mang đến nhiều sự tự tin để đưa cả hai tiến đến chiến thắng chung cuộc với tổng điểm 609 điểm sau 12 bài thi. Hôm nay cũng làm quá sung sướng mà anh tôi cảm giác nó không chưa thể là mà nói được hết được. Thì cảm ơn thứ nhất là cảm ơn bên đài truyền hình đã tạo ra một sân chơi như hiện tại, nó thực sự là rất là hay, rất tuyệt vời. Sứ mệnh của những chiếc xe off-road là đưa chủ nhân của nó không ngừng tìm kiếm và chinh phục những thử thách mới. Các vận động viên, ban tổ chức, đội ngũ sản xuất và khán giả đã cùng nhau làm nên một mùa giải HTV Challenge Cup 2020, một ngày hội xe địa hình tại phim trường HTV Hòa Phú Củ Chi thành công rực rỡ, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc và đã góp phần làm nên chiến thắng chung cho khát vọng phát triển bộ môn xe địa hình thể thao Việt Nam. Thật khó để chỉ ra đâu là đích đến, là giới hạn cuối cùng cho những người chơi off-road. Khi những cỗ xe còn lăn bánh, thì những hành trình mới lại được mở ra. Chiến thắng và cảm xúc của mùa giải năm nay sẽ là động lực để tất cả cùng hướng đến mùa giải HTV Challenge Cup 2021 với thêm nhiều thành công mới. Quý khán giả thân mến, đó là chân dung những nhà vô địch tại chương trình truyền hình thực tế thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2020. Và đó chắc chắn là những khoảnh khắc đẹp nhất, khó quên nhất tại ngày hội xe địa hình năm nay.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thử thách địa hình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Minh Giang Ô Tô hân hạnh đồng hành cùng chương trình.